Cổ động viên Việt Nam bức xúc khi Công Phượng ra mắt Yokohama FC 1 phút chạm bóng một lần. Chiều ngày 5 tháng 4, Công Phượng đã có lần đầu tiên ra sân trong màu áo của Yokohama FC ở trận đấu chính thức gặp Nagoya ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Đây cũng mới chỉ là lần thứ hai kể từ khi sang Nhật Bản hồi đầu mùa giải, Công Phượng mới được đăng ký vào danh sách dự bị. Đáng chú ý, tiền đạo đến từ Việt Nam chỉ được huấn luyện viên Yomoda tung vào sân ở phút bù giờ cuối cùng khi trận đấu gần như an bài với chiến thắng 3-2 nghiêng về Nagoya. Tuy nhiên, quãng thời gian quá ít chỉ vỏn vẹn 60 giây là không đủ để tiền đạo của đội tuyển Việt Nam để lại dấu ấn. Anh chỉ kịp có một lần chạm bóng trước khi trọng tài nổ hồi còi kết thúc trận đấu. Việc Công Phượng được tung vào sân ở phút bù giờ cuối cùng cũng khiến người hâm mộ Việt Nam bức xúc thay cho tiền đạo này. Một bộ phận khác cổ động viên đã kéo vào trang chủ câu lạc bộ Yokohama FC để phản ứng. Anh cho tôi vô sân một phút, nếu cảm thấy không có thực lực thì đừng lấy người ta để quảng cáo chứ. Cổ động viên Trần Võ Hữu Duy bình luận, không cho CP28 vô sớm, thua đúng. Tài khoản Hà Trung Tín bức xúc. Trong khi đó, cổ động viên Hùng Đỗ Việt ý kiến, nếu không tôn trọng hãy đừng đăng ký, các bạn cho CP28 vào sân từ phút 70 thì đã không thua. Kéo Công Phượng về vị trí tiền vệ ít nhất các bạn đã có một điểm. Trong khi đó, một tài khoản khác gợi ý, sa thải huấn luyện viên này đi, bảo thủ quá, đá toàn thua. Nhiều ý khác nữa cũng cho rằng Công Phượng xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn trong bối cảnh đội nhà thi đấu không tốt. Tuy nhiên, huấn luyện viên Yomoda đã quá bảo thủ, không tin tưởng tiền đạo Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1995 tiếp tục trải qua những ngày buồn trên đất Nhật Bản. Trước trận đấu này, Công Phượng vắng mặt 6 trận liên tiếp. Trước đó, Công Phượng từng xuất hiện trên băng ghế dự bị, nhưng không được sử dụng khi Yokohama để thua San Francisco Hiroshima với tỷ số 1-3, cũng ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản cách đây một tháng. Đội của Công Phượng có thành tích rất kém, họ toàn thua 3 trận ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Tại sân chơi J-League 1, Yokohama thua 5 và hòa 1 sau 6 vòng. Họ ghi được 6 bàn và để thủng lưới 14 lần.